Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUF2.co thì ngày hôm nay mình sẽ show xét đồ gọi là VIP nhất server em nha. Đồ cực kỳ ngon luôn mà cánh lúc mana lót. Mana lót như tiêu đề anh em ạ, đã soi được cánh mana lót, bây giờ cho anh em xem này. Chẳng theng theng mana lót, thấy chưa? Anh em thấy quả gì không? Tăng mana không lót. Ui trời ơi, đẳng cấp chưa anh em? Cũng được đấy, cánh này cũng độc độc server đấy, hết đồ đấy anh em. Hết đồ thần ma cộng 13. Cũng ra gì đấy, anh em nào có nhu cầu thì bán luôn, ngán gì. Đấy, hết đồ cộng 13 em nhá, lắp 44 nhá, rất là đẹp. Rất là mạnh luôn. Tí này mình sẽ làm clip DK anh em xem. DK với các class khác, giày thần ma này. Cuộn thần ma này, tay thần ma này. Áo thần ma, mũ thần ma, gậy thần ma và cánh lắc mana không lót anh em ạ. À, bây giờ Nam phải ném búp vào đi xoay cánh cấp 2 nhá. Tôi xoay ra cái cánh lắc mana lót cho anh em thấy này. À, như tiêu đề là mình đã xoay ra là cánh mana không lót đây. Tầm này bây giờ Nam thể quay ra mana lót luôn. Ra cái gì đấy? Đàn hài map này ném khả năng ngon này. BS BS đi đấy, b 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 được mấy bên bên anh em ạ. À, nhờ bây giờ xoay cánh mana lốt anh em thấy nhá, anh em xem video ủng hộ một like một đăng ký kênh, video tạo niềm vui cho anh em đấy. 1 2 3 4, còn mấy viên này nó thành 5 đi, 3 luôn à, 4 này, 5 này, 6 này, ôi thật tốn BS thế. 7 thôi để 5 thôi anh em ạ, khỏi phải 6 khỏi phải 7 làm gì cho nó mệt ra. Hy vọng sẽ ra được cánh gọi là Dark White Lắc Mana Lót như tiêu đề. Còn cánh của mình là cánh Lắc Mana chưa lót anh em nha. Mana chưa lót 4 này, 8 này. Liệu có thành công không? Tí nữa mình sẽ đi test đam xem đam con Dark White tầm này được bao nhiêu anh em nha. Mình cộng Mắc Boy NE. Đây mình sẽ cộng đam quái xem được bao nhiêu. 930 AV 3000 vít 100 rồi NE 18 720 đấy, anh em đi trên level anh em cộng này không cần nhiều đam siêu to khổng lồ đấy. Bây giờ là cái công cuộc cải cách chấu gì nhỉ, hai cái bùa đúng không, công cuộc cải cách đấy. Hy vọng sẽ phá được cái kỷ lục server chưa ai xoay ra được anh em nhá, chưa ai xoay ra được cánh lắc mana lót, mình là người đầu tiên đấy. Đâu rồi, đây đúng không, lắc mana lót đúng không, chuẩn bài cho anh em, tỷ lệ 48% chưa mắc binh nhỉ. 48% đập thêm viên ngọc nữa thành 49 luôn đi, 50 luôn đi đấy, 50% anh em nha, 50% là mắc binh, ba nháy đã đập là lên 1 1 2 3 4. Ui ông nào mà căn sai là xịt phát này đấy. Một lắc mana lót nó phải từ từ, phải cẩn thận, lắc mana lót nó phải từ từ, phải cẩn thận anh em ạ. Quả này lên. Ui quả cánh mana lót đẹp thế nhờ, ui đẹp quá, cho em hai bùa tỷ lệ à. Ok, cánh mana lót khá là đẹp anh em ạ. À, thế nhờ, đeo đi trên quái xem đam to không. Hai bùa tỷ lệ cho luôn. Đang server 2 mình sẽ test đam quái em nha, xem gọi là cánh mana lốt đam có to hay không. Server 2 chắc chắn là sẽ to rồi. Nép đam gần 200k, con này ít ra phải được tầm khoảng x2 xem bao nhiêu. 120k anh em ạ. Làm quay chết kìa anh em kìa. Xét 380 quái cắn chết anh em tin được không? Không có máu.
80 quay cắn chết đấy. Khó lòng lắm. Lại rồi. Vừa hết nói rồi à? Bán viên cửa này lấy tiền. Ờ. Cả hai này nhỉ. Tam không to bằng ép anh em ạ. Tốc độ chậm hơn ép. Các ngoài từ này cũng khá là mạnh đấy. Đấy, tầm khoảng 15k một phát là chết thôi anh em ạ. Xe lê người không đau một phát là chết thôi anh em. Xe lê người long người không đau nó combo on hit cực kỳ hay luôn. Xe lê người không đau anh em thấy này. Quên cái gì đấy. Đấy, xe lê người không đau. Xe lê người không đau. Em cứ xe lê người không đau là giết người thoải mái mà. Đau nó on hit kinh lắm, 75k đấy anh em thấy không? Được có x2 chết luôn. Nếu mà x2 chết luôn. Em có x2 không? Không có x2 này. Không đủ x2. Nói chung là đẹp. Cái thần ma này quá tuyệt vời. Không còn gì để chê trách rồi nhỉ. Còn gì để mà chê trách này. Rồi. Cuối rồng ngoái rồng anh em xem. Kỳ tín không? Ngoái rồng anh em phải cặp mắt Agi. Đấy. Ngoái rồng anh em phải cặp mắt Agi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye. Ôi.